Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em một cái bài số 3 rồi đúng không nào? Trong clip này thầy sẽ quay 3 bài còn lại là 4, 5, 6 em nhé. Ok. Ta sẽ đi sang cái bài số 4. Trong trình học thì các em nhớ clip quảng cáo của thầy, chia sẻ bài giảng cho thầy em nhé. Like, comment tích cực nha, ủng hộ thầy. Ok. Cảm ơn các em nha. Cho từ từ phenol vào nước brom 1. Đây là ký hiệu là 1 ha. Citrate vào dung dịch brom trong CCl4 đây là 2. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học. Ok. Thì đầu tiên các em thấy là khi mà cho phenol từ từ vào phenol vào nước brom này thì các em sẽ thấy có kết tủa gì các em? Nó sẽ có kết tủa trắng xuất hiện. Được chưa nào? Đó chính là gì? 2,4,6 tri brom phenol xuất hiện ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi thầy cái hiện tượng trước. Các em ghi thầy là khi cho phenol vào nước brom thì có kết tủa trắng xuất hiện. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là gì em? Phenol ta tác dụng với gì? Brom. Ở đây nhiệt độ sắc em nhé, tạo thành 2,4,6 tri brom phenol ha. Cái này có kết tủa trắng này. Nha. Thì đây là kết tủa này. Đây chúng ta cân bằng đây 3, ở đây 3. Tới citrate ha. Khi mà cho citrate vào cái dung dịch brom mà trong CCl4 á thì cái dung dịch brom nó sẽ bị gì? Nó có phải xuất hiện kết tủa trắng không em? À không. Mà nó sẽ bị nhạt màu. Tại vì brom này nó đã bị gãy cái liên kết đôi ha, bị gãy liên kết đôi cái chỗ mà C2H3 kia. Được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy là khi cho styrene phải nè, styrene thì ghi chữ R cái chữ Y styrene vào cái dung dịch brom được chưa nào? Ở đây là trong cái điều kiện chúng ta là trong CCl4 thì cái dung dịch brom bị nhạt màu em nhé. Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi thầy cái công thức cấu tạo ra nhá. Như vậy thì ở đây chúng ta có là CH2 ta cộng với brom, ở đây là dung dịch nâu đỏ này, ban đầu em brom có dung dịch nâu đỏ thì ở đây sẽ tạo thành là dung dịch bên đây, ở đây là bị nhạt màu CH brom. Ok, ở đây là chúng ta ghi là không màu này. Rồi được chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang bài số 5 các em nhé. Bài số 5 theo các câu số, cái câu số 5 em sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat. Natri phenolat đó chính là C6H5ONa ha. Natri phenolat được chưa? Thấy dung dịch bị vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích nhận xét về tính axit của phenol. Thì chúng ta được học và ta đã biết rồi, phenol là một cái dung dịch có tính axit như nào, mạnh hay yếu em? Phenol là một cái dung dịch có tính axit rất là yếu. Tại vì nó không làm đổi màu giấy bị tím sang màu đỏ em. Nên là rất là yếu, nó chỉ thể hiện cái tính axit thôi. Cho nên nhưng mà thực chất của nó là rất cực kỳ yếu, em hiểu nè.
và nó yếu hơn cả là axit carbonic nữa. Đấy, nó yếu hơn cả axit carbonic nên bị cái anh axit carbonic nó đẩy ra khỏi dung dịch muối. Em hiểu nào? Đấy, ok. Như vậy thì ở đây kem ghim này là phenol là axit rất yếu. Rồi đầu tiên ta kết luận là như vậy. Nên nó bị cái anh axit carbonic, axit carbonic đó chính là H2CO3 đấy em, không đẩy ra khỏi dung dịch muối. Em hiểu nào? Như vậy thì ở đây là C6H5ONa, đây chính là natri phenolat cộng với CO2 và cộng với nước. Đáng lẽ bình thường hai anh em sẽ tạo thành axit carbonic này, H2CO3, nhưng mà bị axit này đẩy ra tạo thành ở đây là C6H5OH là phenol, tạo thành ở đây cái muối là NaHCOO3 đó. Như vậy thì cái dung dịch mà bị vần đục là vì nó có gì, có phenol này. Như vậy thì các em ghim thì đây là cái dung dịch vận đục vì nó sinh ra đó chính là C6H5OH sinh ra. Được chưa? Cái lý do là như vậy. Ta sẽ đi sang ở bài số 6 em nha. Ok. Ta đi sang bài số 6 em. Viết các phương trình hóa học điều chế phenol từ benzen, styren từ etibenzen. Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ. Thì bây giờ thầy sẽ viết ở cái chuỗi 1 này trước. Từ benzen thì cái này ở trong cái bài số 2. Cái bài số 2 thầy đã viết cái chuỗi này cho em rồi này. Thì đây sẽ tạo thành C6H5 brom, tạo thành C6H5ONa và tạo thành C6H5OH. Đó, cái chuỗi 1 này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ viết thầy cái phương trình này. Ok. Như vậy thì C6H5 thầy nói benzen này, C6H6 chúng ta cộng với brom. Nhớ điều kiện là nhiệt độ ở đây là có xúc tác là sắt, tạo thành C6H5 brom cộng H brom. Được chưa? Từ C6H5 brom này chúng ta cộng với gì em? Cộng với NaOH. Nhớ đây là đặc em nha. Cái chất xúc tác ở đây là nhiệt độ cao và có áp suất cao nha. Thì khi khi đó nó sẽ tạo thành là gì em? C6H5ONa cộng với gì? Natri bromo cộng với nước. Ok, vậy ở đây ta công bằng thầy đây là 2. Từ cái anh phenol natri gì em? Natri phenolat này. C6H5ONa chúng ta cộng với gì em? Cộng với HCl. Hoặc là các em có khả năng cộng với CO2 cộng nước cũng được để tạo thành phenol cộng với NaHCO3 hồi nãy mà chúng ta đã được học á. Không các em cộng axit được, tạo thành C6H5OH cộng với NaCl. Xong. Chuỗi đầu tiên. Hiểu không? Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ điều chế anh styren từ etibenzen ha. Hai này. Từ anh etibenzen thì biết rồi, etibenzen đây chúng ta nên viết công thức cấu tạo ra. Và eti là cái gốc của nó là C2H5 đúng không nào, là đây chúng ta viết trở thành CH2 CH3 đây. Điều chế styren thì nó sẽ tạo thành là cái gốc benzen ở đây nó sẽ là C2H3 nên là nó sẽ có một liên kết đôi thì chứng tỏ nó sẽ gì nó tách một hydro ra đúng không nào, là dehydro ha.
À, thì chính là city đây. Ok. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip tiếp theo, thầy sẽ quay cho các em về cái phần luyện tập của nhận xuất halogen, ancol và phenol các em nhé. Ok, chúc em học tốt. Bye bye. Bye bye. Rồi.